Như thường lệ, bắt đầu chương trình chúng ta cùng đến với chuyên mục Bạn có biết. Phố cổ Chợ Lớn được giới hạn bởi các con đường, phía Bắc thì giáp với Hùng Vương, phía Nam thì giáp với kênh Tàu Hủ, còn phía Tây thì giáp với đường Lương Nhữ Học và phía Đông thì giáp với Phù Đổng Thiên Dương. Nằm trên khu đất rộng khoảng 68 hectare và hiện nay là nơi sinh sống của nửa triệu dân của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực cho là trung tâm buôn bán cổ xưa của vùng Chợ Lớn. Phố cổ gồm 3 khu vực chính. Một là khu vực xung quanh chợ Bình Tây. Hai là khu dãy phố thuộc các đường Phú Định, Nguyễn Án, Triệu Quang Phục. Và ba là dãy đường Hải Thượng Lãn Ông, Vạn Kiếp và Võ Văn Kiệt. Và theo một tài liệu cũ thì vào năm 1865, khi mà Pháp đã kiểm soát được Nam Kỳ, thì Pháp đã quy hoạch cấm dựng nhà lá trên một số tuyến đường tại nơi đây, đồng thời áp dụng mức thuế cho mỗi mét vuông tại nơi đây gấp 3 lần những vùng xung quanh. Điều đó cho thấy rằng là đây là khu vực trung tâm đô hội nhất của vùng Chợ Lớn xưa. Trong khi đó, theo các tài liệu không ảnh xưa, thì nhà cửa trong khu vực này từ những năm 1920-1950 không khác là bao nhiêu so với thập niên 90 của thế kỷ 20. Hầu hết những nhà cổ còn lại hiện nay đều được xây dựng từ những năm 1920-1930. Phong cách xây dựng nơi đây thì theo lối kiến trúc của kiểu mặt phố truyền thống của người Hoa. Ngoài việc kết hợp hài hòa công dụng buôn bán còn kết hợp với công dụng ở, nhà cổ Chợ Lớn còn mang nhiều đường nét thiết kế rất là đặc biệt, như là với con sơn gỗ đỡ mái hiên ở dạng đấu cũng rất là Trung Hoa, nhưng thi thoảng vẫn pha trộn một vài nét phương Tây vào đó. Phố cổ Chợ Lớn từ lâu đã thu hút được sự quan tâm của giới trí thức thành phố. Sinh thời cụ Vương Hồng Sởn đã từng quả quyết trong cuốn sách Sài Gòn năm xưa rằng phố cổ Chợ Lớn rất đáng được liệt kê vào phố cổ tích và nên ủng hộ cho đến kỳ cùng. Không nên vì lý do nào cho phép sửa đổi xây cất lại mới làm mất dấu vết lịch sử của nó. Mấy năm trở lại đây, phố cổ đã xuống cấp, một vài tòa nhà cổ đã biến mất và hiện nay được coi như là khu phố cổ cuối cùng của thành phố. Việc bảo tồn và phục dựng lại không gian văn hóa phố cổ vẫn đang được triển khai. Hy vọng là trong một ngày không xa, đây sẽ là một không gian du lịch đầy tự hào của người thành phố chúng ta.